Cậu có biết chuyện gì xảy ra không? Mình đang ở trong game và mình thấy một thanh niên khá là quen quen ở đằng kia bọn này. Thấy quen không? Một thanh niên với cái skin màu xanh lá cây, màu đen trông khá là thú vị. Rồi mình sẽ giám sát để mình điều tra xem đây là ai. Who is that? Wait a minute. Wait, có nhìn kìa. Nhìn rất là quen nhá. Oh my god, what we have here? Chúng ta có... Wait, Pedantic. Có đúng tên này, có admin không nhỉ? Wait a minute. Wait. Sao mọi người bảo fake này? Wait. OMG. Admin. Wait a minute. Real office. Em có tên là Tích. Tên của tên là Tích 2. Wow. Oh my god. Đây là chắc chắn admin rồi. Mình không nhớ đây có đúng là real hay fake nha. Không chắc nữa nhưng mà nhìn rất là real nhá. Mình không nhớ rõ skin của tên là Tích là như thế nào. Nhưng mà nhìn trông rất giống. Từ từ nào. Tên của admin tên là Tích có 2 chữ C hay là 1 chữ C ta? Ơ? Đâu rồi? Từ đang nói. Where are you? Đâu rồi? Đâu rồi? Admin ơi, play with me. Rủ chơi xem chơi nào. Mình rủ admin chơi nào. Chơi đi nào, chơi với tôi đi nào, chơi với tôi đi nào. Play with me. Ok. No, wait, what? Hey. Wait. Yeah. Let's go. Đây rồi. Wow, skin xịn vậy anh trai. Ok, mình đặt ở đây. Okay. Hello. Hi. Nói cái gì nhỉ? Không biết nói cái gì luôn đó. Free. Godly, please. DJ TV. Please, sao admin để dùng con này nữa? What is it? No, wait. Từ từ đã nào, có biết không biết là ông này nó có không nhỉ? Không biết cỡ fake ra rồi, hơi fake ra đấy nhỉ. Are you real? Thật hay là fake? Hỏi như hỏi, hỏi ai trả lời là fake không? Yes, I'm real. What? Yes, I'm real. Tiếng Anh kiểu gì vậy? That's kind of saucy, saucy baka nhỉ. Hỏi nữa, how many Robux do you have? Mà hỏi bao nhiêu Robux là có bao nhiêu Robux? Chắc hẳn có rất là nhiều đúng không nhỉ? Chứ pha ke thì chắc chắn không có nhiều Robux đâu. Xem nào. Vậy trả lời lâu vậy ta? 450. Holy shit. Holy 450.000 Robux. Wait. Điều thế. Show me rare unit. Show me ultimate. Đúng rồi. But I got scam 55.000. What? Bị scam mất 55.000 Robux à? Bãi trưởng. Câu chuyện thú vị nha. Show me upgrade the deal. Do you have it? Có hay sao ấy? Bịp bò mọi người ơi. Nhưng thanh niên này bịp bò hay sao ấy? Yeah. Wait what? Cái gì đây? Wait a minute. Oh no, mình tưởng đây là real, hóa ra đây không phải là real hay sao nhỉ? Từ từ đã, chưa chắc nha. Vẫn có thể real nha. Thành điền này thì chịu rồi. Này real của gì ấy? Từ từ mình hỏi lại đã. What is gì? It's just bro. What the hell? Bro, it's happening. Okay, alright. Show me very rare unit. Cho mình xem con gọi là hiếm nhất đây. Xem hiếm nhất con gì. Nào, phải cho xem thì mới tin. Here. What? Oh godly. Okay, con này hiếm à? Thì cũng hiếm thật, mình có mà. Đâu mà đều hiếm lắm thế không? Con gì hiếm nhất hiện tại bây giờ nhỉ? Đúng là chắc là ultimate ngoài ultimate ra. Thì có con gì nhỉ? À, có thể là DJ TV cũng hiếm này. Hoặc là Hyper nhở, con đấy hiếm à. Nhưng mà chưa thấy thanh niên này show ra nhỉ. Cho mình partner, give me partner please. Mình hỏi partner bởi vì what? Mình có nộp đơn làm partner rồi nhưng mà có vẻ như chắc là mình không được duyệt hay sao ta. Lâu chờ 2-3 ngày rồi chưa thấy gì. Anh nộp đơn rồi ấy, nhưng mà có vẻ như thanh niên này không duyệt. Hơi buồn một chút nha. Wait, what's up im rồi. Hello, you not a YouTuber hay quan trọng gì? What? Oh my god. Kênh Roblox của mình có 10.000 sub rồi, nhưng mà kênh Minecraft của mình kênh mới là có 57.000 sub thì sao? My old channel, kênh cũ của mình has 400k. Hai kênh này bị mất rồi, mà mình có 460.000 sub và một kênh 330.000 sub, nhưng mà hai kênh mất rồi, cái cực dữ luôn. Real? Wait, cái từ real này là người Việt Nam nói hay người nước ngoài nói nhỉ? Real này là người Việt Nam hay real bro. Bro, admin nói chuyện hơi bị kỳ quặc nha. What name can you say like and subscribe to Khánh's Roblox? Ai, Roblox. Like and subscribe cho Khánh. Like and subscribe cho Khánh Roblox nhé. Còn nhớ là like and subscribe cho Khánh. Mình có thể đăng ở kênh
Hai là Khánh Blog hoặc có thể đăng kênh Khánh Roblox, mình có thể đăng cả hai kênh. Các bạn nhớ like, subscribe nhá. Let's go. Và mình định hỏi là mua unit ở shop Khánh Roblox.vn nhưng mà chắc là bị ban mất. Anyway thôi. Nhưng mà thôi. Can you say dop? Yes. Bro. Ok. Nói chung là không biết tin đây là thật hay real hay là face nữa, nhưng mà có vẻ khá là real thì phải, có khá là real. Bảo là có 450.000 Robux mà nhiều thực sự. Xong rồi bị scam mất 55.000, ôi chà, khoảng gia tài khá là lớn đấy, cay thực sự nhá, nhiều tiền phết. What is your real name? Xem hỏi tên thật của admin là gì. I will not show, không cho biết nữa. Okay. What? Càng ngày càng điêu điêu, mình nghĩ mình bị bịp con này. Wow, ok, chỉ cần nói I'm real phát là I'm real luôn à? Wow, đơn giản vậy mà. Are you Vietnamese? Xin trả lời nào. No, ok, so đi đâu đây? Where you from? Để xem trả lời. Đến từ đâu? Wait, what? Nhìn skin hơi là lạ nhỉ? Đúng là nhìn hơi điêu điêu thật. I will not watch Professor, nhìn cũng phải điêu điêu nha. Quá là điêu luôn, mình không tin thành điều này. Không tin rồi. Skin là skin đúng là chuẩn đoạn đúng không nhỉ? Mình nhớ không nhầm là skin chuẩn bạn nhỉ. Có cái sừng này. Wait, I will channel I have 2 million subscribe. I will show if my channel have 2 million subscribe. Phải trưởng sẽ nói nếu mà kênh được 2 triệu sub. What the heck. Ok, wait, đây này nhìn đúng skin luôn nhá. Nhìn đúng skin không khác đâu, không khác gì. Chắc chắn là skin này rồi. Thế làm thế. Wow, admin. Wait, what? Đấy, bạn nhìn này, nhìn skill chuẩn không? Bạn xem này. Why? Xanh là cây, có cái sừng, sừng quái, quái gì, sừng. Đấy, ở đâu rồi? Và có cái mặt nạ này nữa này. Đấy, có cái kiếm này. Wait, what? Cái kiếm này nhìn hơi lại mà không, mình không nhớ rõ cái skin admin như thế nào. Nhưng mà đúng chuẩn luôn ấy. What? Trưởng. Oh, wait a minute. Are you real, man? Nhìn có vẻ review nhá. Và đó chính là review này. Mình không biết thế này thật hay điều nữa. Nhìn pha review face nữa. Mà có vẻ như khá là chắc là không phải sao ta. Wait a minute. Chạy đâu vậy? Chạy đâu vậy? Như kiểu bị đuổi bắt hay như kiểu kẻ trộm bị công an bắt đấy. Rằng này tên này kiểu bị phát hiện là pha kè đấy à. Chạy ok mình đấy. Wait, are you running? What? Thì ở đó chơi bên này nhá. Nếu bạn thích hãy để vào like, subscribe của mình nhá. Nếu tìm ra tên danh tính này, mình sẽ tìm ra danh tính của thanh thiên niên này là thực sự là ai. Ok, nếu mà là admin thật thì cũng là quá tuyệt vời, mà để cho mình tìm hiểu đã. Đó thì ok, đó chơi video này, nếu thích thì bấm like, subscribe của mình nhá. Mình sẽ quay trở lại khi mà mình sẽ có update mới về thanh niên này. Nếu bạn muốn là bạn tìm thêm thông tin và thêm làm video về thanh niên admin Việt Nam admin phiên bản Vietnamese này thì hãy để lại like nhá. Và giờ mình sẽ kết thúc ở đây nha. Bye bye.